Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em. Tiếp tục với video giới thiệu hàng về trong cái clip ngắn này thì ngay sau đây tiến lại gần, chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng cặp MR922. Có thể nói là đẹp hiếm gặp luôn. Đấy, chi tiết mặt tiền này, hai cái bát nó tím đen, đời bát có râu. Con tem của Ekang MR đầu 9 này. Đấy, JBL MR CG. Wow, từng cái lỗ mút thông hơi còn nguyên vẹn và từng cái bo góc này. Đấy, các bác và quý anh em cùng xem, gần như là không tỉ vết. Bao quát này, và phía bên trên này, từng cái bo góc, mọi người có thể thấy những cái cặp mà giờ đầu 9925 hoặc là 922 Khang Minh về nó đẹp như nào. Và 922 thì là 3 tấc và 925 thì là 4 tấc. Wow, thực sự là tuyệt vời. Gần như là cực kỳ ít sử dụng. Qua cái hình ảnh video Khang Minh quay, các bác và quý anh em có thể thấy bò góc này. Đấy, cái tem này. Cái tem hông CG. Cái tem hông tem triện của JBL. Tiếp theo này, đó, bò góc, nó ngược sáng cho nên là làm sao không quay thật là chậm và dừng lại các góc quay. Cái tay sách này, đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Bò góc này, từng con ốc và cái vỉ cắm rắc, đấy, bụi bẩn một chút thôi. Mà giờ 922 này, Made in USA. Từng cái chân 6 ly sáng choang. 16724 này. Chiếc này là 15621. Đấy, CG. Model MR 922. Gọi là những cặp 3 số mà tình trạng như thế này thì để kiếm được những cặp đẹp hơn thì rất là khó. Nói chung là cũng thuộc tốt và ít gặp rồi. Tem hông này, đấy, chiếc bên cạnh này, đây, Khang Minh quay thêm bao quát cái phía đằng sau, nó ngược sáng. Những cái sản phẩm âm thanh bị bãi tuyển chọn trên Khang Minh, còn chép này, đây là cái vết bẩn nhá, đấy, Khang Minh lau chùi phủi qua thôi, quay luôn, tranh thủ nhanh trong cái video buổi sáng ngày hôm nay, đấy. Cái họng chép nó bẩn này, cái này lau phủi qua cái là hết thôi. Bao quát và sắp tới thì những cái sản phẩm kế tiếp cập bến Khang Minh sẽ lên video giới thiệu sau. Ngày hôm nay trên dưới 3-4 phút thôi, xem và chiêm ngưỡng cái cặp này quá đẹp. Đấy, bo góc này, lỗ mút thông hơi này còn nguyên vẹn. Con tem này. Thì để sở hữu cặp này, các bác quý anh em vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá, hoặc là inbox Zalo. Số máy địa chỉ của Khang Minh đây. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau.